Xin chào các bạn, hôm nay kênh Hue Design sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng công cụ Live Paint Bucket trong Illustrator. Công cụ Live Paint Bucket là công cụ giúp chúng ta tô màu dễ dàng và trực quan hơn, giúp đổ màu cho vùng chọn mà không cần tách chúng ra thành những hình nhỏ. Nó có hai chế độ. Chế độ thứ nhất đó là tô màu trực tiếp cho miền hay gọi là hình mà. Chế độ thứ hai là tô màu trực tiếp cho biên hoặc nét. Công cụ Live Paint Bucket nằm trong bảng Toolbox cùng với nhóm Shape Build Tool. Khi click vào công cụ Shape Build Tool này, nó sẽ xuất hiện ba công cụ ẩn bên trong đấy. Chúng ta có thể click vào mũi tên tam giác nhỏ phía bên tay phải để lấy nhóm công cụ ra, dễ thao tác hơn. Và công cụ Live Paint Bucket phím tắt là K. Đồng thời, lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ Live Paint Selection Tool phím tắt là Shift L. Trước hết, với công cụ Live Paint Bucket, ưu điểm của nó đó là dù đã tô màu, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi hình dạng bằng cách di chuyển đối tượng, thay đổi kích thước to nhỏ hoặc là thêm bớt đối tượng bên trong cái nhóm Live Paint đó. Bây giờ tôi sẽ ví dụ cho các bạn xem. Trước hết chúng ta sẽ tạo ra hai đối tượng bất kỳ. Với hai đối tượng như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ thông thường theo cách quen thuộc đó là chúng ta sẽ sử dụng công cụ trong Pathfinder, đó là tách chúng ra, divide, chia thành hình mảng, sau đó là gỡ group và đổ màu cho cái vùng trung gian, cái phần giao nhau giữa hai đối tượng. Đúng ạ, đấy là cách thông thường. Tuy nhiên, với lệnh Live Paint Bucket thì chúng ta không cần phải chia tách đối tượng mà chúng ta vẫn có thể đổ màu được cho đối tượng một cách rất là đơn giản, dễ dàng, tô màu trực tiếp. Ứng dụng công cụ Live Paint Bucket như thế nào? Đó là chúng ta sẽ lựa chọn hai đối tượng, sau đó chúng ta click vào công cụ Live Paint Bucket phím tắt là K. Các bạn sẽ nhìn thấy con trỏ chuột của chúng ta, lúc này nó xuất hiện ba ô màu nhỏ phía trên con trỏ chuột. Đấy chính là ba màu liên tiếp và màu gốc chính là cái màu mà chúng ta vừa thao tác xong, chính là màu vàng. Chính là đối tượng chúng ta vẽ sau đấy ạ. Để đổ màu cho đối tượng trung gian này, chúng ta phải lựa chọn cái màu khác, cái màu gốc ban đầu. Bây giờ tôi sẽ lựa chọn màu trong bảng Swatch và tôi click vào cái vùng giao nhau giữa hai đối tượng. Như vậy là tôi đã đổ màu trực tiếp cho hai đối tượng này và tách chúng ra thành các mảng khác nhau. Nhưng nó vẫn là một nhóm Live Paint. Lúc này cái nhóm của chúng ta thao tác nó sẽ có một cái khung viền bao quanh giống như là cái khóa vậy. Nếu như chúng ta muốn chỉnh sửa màu sắc của đối tượng mà chúng ta đã tạo trong nhóm Live Paint Bucket thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất đó là click vào công cụ Live Paint Selection Tool để lựa chọn một vùng bất kỳ trong cái nhóm đã được Live Paint đó và đổi màu cho đối tượng, ví dụ như thế này. Như vậy là tôi đã đổi màu được cho đối tượng, đúng không ạ? Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ lại tiếp tục chọn Live Paint Bucket, sau đó chúng ta chọn một màu sắc khác và chúng ta đổ vào đấy để thay đổi màu sắc cho đối tượng. Còn nếu như chúng ta thay đổi kích thước của đối tượng trong cái nhóm Live Paint Bucket thì như thế nào? Đó là chúng ta cũng có hai cách. Thứ nhất, chúng ta có thể dùng chuột trắng A để lựa chọn một hoặc là nhiều đối tượng đồng thời ở trong cái nhóm Live Paint đấy. Sau đó chuyển về công cụ V và thay đổi kích thước như thế này, hoặc di chuyển vị trí của đối tượng. Các bạn sẽ thấy cái phần giao nhau của đối tượng, phần màu sắc nó cũng sẽ thay đổi nhưng nó vẫn giữ nguyên cái màu sắc chúng ta đã lựa chọn lúc vừa nãy. Cách thứ hai để chúng ta có thể chỉnh sửa cái nhóm đã được Live Paint Bucket đó là các bạn sẽ click loop vào đối tượng đã được Live Paint này. Lúc này ở phía góc trái của màn hình các bạn sẽ thấy nó xông vào bên trong cái nhóm Live Paint đấy. Các đối tượng bên ngoài sẽ mờ đi, hiển thị cho các bạn thấy rằng các bạn đang được xông vào trong nhóm. Các bạn có thể có một đường kẻ màu xanh. Lúc này các bạn có thể di chuyển, các bạn có thể thu nhỏ, phóng to bằng chuột đen nhé. Hoặc các bạn cũng có thể thêm bớt cho cái nhóm được Live Paint Bucket này. Tương tự như vậy các bạn sẽ lựa chọn và đổ màu thêm cho đối tượng đó. Sau khi thao tác xong chúng ta click đúp ra ngoài Advanced. Như vậy là tôi đã chỉnh sửa hoặc thêm bớt đối tượng vào trong cái nhóm Live Paint Bucket. Trong quá trình thao tác thì có một ưu điểm công cụ Live Paint Bucket cho chúng ta, đó chính là thay vì việc chúng ta sử dụng con trỏ chuột để click chọn từng màu thì chúng ta có thể dùng phím mũi tên lên xuống để lựa chọn các màu sắc khác, hoặc là các bạn có thể sử dụng mũi tên trái phải nhé. Các bạn sẽ thấy con trỏ chuột chúng ta có 3 ô màu nhỏ là 3 ô màu kế tiếp nhau trong cái bảng Swatch. Khi di chuyển mũi tên trái phải, các bạn sẽ thấy ô màu lựa chọn đây. Lúc này nó sẽ tự động di chuyển sang các màu kế tiếp màu bên cạnh. Trường hợp bây giờ tôi muốn đổi màu theo sắc chẳng hạn, đổi màu theo gam.
Ví dụ bây giờ cái này màu vàng, tôi sẽ đổ cái màu số 2 này màu xanh nhạt. Cái tiếp theo, màu sắc đậm hơn một chút. Vùng này đậm hơn chút nữa chẳng hạn. Đây, và vùng này như thế này. Ví dụ tôi sẽ đổ màu đối tượng theo sắc, thì tôi có thể sử dụng mũi tên trái, phải, end hoặc home để tôi lựa chọn đến cái màu sắc kế tiếp trong cái nhóm bảng swatch, và tôi click màu sắc đổi màu cho nó một cách rất là dễ dàng mà không cần phải click chọn lại vào trong cái bảng swatch đó. Với nhóm đối tượng đã được Lightpen Pocket đổ màu trực tiếp như thế này thì chúng ta muốn tách nó ra thì các bạn hãy lựa chọn đối tượng, sau đó vào Object, vào Lightpen và Expand. Expand để chúng ta sẽ tách cái nhóm đối tượng này ra thành các mảng độc lập. Sau khi gỡ ungroup ra thì các bạn sẽ thấy đó. Khi expand ra, cái nhóm đối tượng của chúng ta lúc này sẽ tách ra thành hai phần. Phần thứ nhất đó là nét, phần thứ hai đó là các phần hình, nghĩa là phần màu đồ. Và các phần màu đồ này cũng có thể tách rời ra thành từng mảng riêng biệt. Còn với nhóm đối tượng đã được Lightpen Pocket mà các bạn muốn trở về trạng thái ban đầu như khi chưa từng thực hiện lệnh Lightpen thì các bạn có thể vào Lightpen và Release. Như vậy nó sẽ trả lại cho chúng ta thành các đối tượng hình cơ bản ban đầu như khi chưa thực hiện lệnh Lightpen Pocket. Đó là trường hợp đối với màu đồ hay gọi là màu nền. Vậy thì đối với màu nét chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ tôi sẽ click của cái chốc cho nó to lên cho các bạn nhìn rõ hơn. Muốn thực hiện lệnh Lightpen Pocket đối với chốc thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ click đúp vào công cụ Lightpen Pocket để kiểm tra cái nút Pen Chốc này ở trong Lightpen Pocket Option. Thì các bạn nhớ rằng là nó cần phải tích vào cái dấu tích này, Pen Chốc, để nó thực hiện được với lệnh đó là đổ màu trực tiếp cho đường viền. Sau đó chúng ta click OK. Ban đầu thì nó sẽ là biểu tượng của cái thùng sơn màu đồ. Còn khi các bạn di chuyển qua những vùng biên như này, nó sẽ xuất hiện lên cái bút lông. Đổ màu cho đối tượng nét thì các bạn sẽ lựa chọn cái màu sắc khác. Sau đó chúng ta sẽ click vào đổ màu cho nét. Tương tự, nó cũng có thể di chuyển đến các cái ô màu khác nhau bằng cách chúng ta sử dụng mũi tên trái phải để chúng ta có thể đổ màu trực tiếp cho vùng nét. Tương tự như đối với lệnh Lightpen Pocket của màu đồ thì chúng ta cũng có thể click đúp vào trong cái nhóm đối tượng đã được Lightpen đó để chỉnh sửa, di chuyển vị trí cũng như là thêm bớt các cái đối tượng đã được chúng ta dùng Lightpen, ví dụ như thế này. Và tương tự như thế, muốn trả lại các đối tượng trở về trạng thái ban đầu thì chúng ta click Release, hoặc là khi chúng ta muốn tách đối tượng ra thành các mảng độc lập thì các bạn sẽ expand. Nó sẽ tách ra thành các cái đường nét rời như thế này với các màu sắc khác nhau. Đó là với lệnh Lightpen Pocket của Chalk. Đối với trường hợp các hình mà nó chưa khép kín như thế này thì chúng ta có thể đổ màu cho nó được không? Đối với những trường hợp chúng ta đã lỡ tay mà vẽ hình không khép kín như thế này thì nó sẽ khó có thể thực hiện được lệnh Lightpen Pocket ngay. Mà chúng ta muốn thực hiện được thì chúng ta phải vào Object và Lightpen, vào các Option. Ở đây nó sẽ có một số các cái chế độ lựa chọn trong Pen Stop Up, nghĩa là nó sẽ là cái chế độ để chúng ta phát hiện ra cái khoảng cách của kẽ hở. Mặc định thông thường nó sẽ là Small, thì chúng ta có thể dịch chuyển giữa các chế độ Small, Medium hoặc là Large, hoặc là Custom. Custom là thông số tùy chúng ta lựa chọn. Ví dụ như Large chẳng hạn là nó sẽ hiển thị cái đơn vị mm ở đây, nghĩa là khoảng cách của kẽ hở mà nó có thể phát hiện ra. Tuy nhiên là để đối với cái đối tượng này nó khá là rộng thì tôi có thể lựa chọn Custom và tôi đánh cái thông số lớn lớn lên một chút, 50 chẳng hạn. Đó, OK, để tôi có thể đổ màu được cho đối tượng. Mặc dù nó không khép kín nhưng tôi vẫn có thể đổ màu được cho đối tượng. Đấy là chức năng của Gap Option bên trong Lightpen Pocket. Và đây là một ví dụ mà tôi đã áp dụng cái lệnh Lightpen Pocket để tạo ra một đối tượng là icon hình quả dứa. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện lại cái lệnh Lightpen Pocket để chúng ta có thể tạo ra cái icon như thế này. Trước hết chúng ta sẽ sử dụng hình cơ bản để tạo ra cái đường nét.
Sau khi đã có hình và cái đường nét như này, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Shape Build Tool để cắt đi những phần đường nét thừa. Các bạn nhớ click phím Alt để chúng ta xóa bỏ những đường nét thừa nhé. Nghĩa là lúc này chúng ta sẽ thực hiện chế độ Eraser đấy. Sau khi chúng ta xóa bớt các đối tượng thừa bằng công cụ Shape Build Tool thì lúc này các đối tượng của chúng ta vẫn là dạng nét. Đúng ạ. Vậy thì chúng ta có thể đổ màu trực tiếp theo mảng như thế nào? Chúng ta sẽ lựa chọn công cụ Light Paint Bucket để chúng ta đổ màu cho đối tượng. Tôi sẽ lựa chọn màu sắc trong bảng Swatch. Và để lựa chọn màu kế tiếp, tôi sẽ không click trực tiếp vào trong bảng Swatch nữa mà tôi sẽ di chuyển mũi tên bên trái nút Home để đổi sang màu sắc đậm hơn và chúng ta đổ màu trực tiếp vào đối tượng. Tiếp tục đổi sang màu đậm hơn nữa. Tiếp tục màu đậm hơn. Như vậy là chúng ta đã đổ màu được cho phần thân của đối tượng bằng công cụ Light Paint Bucket. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra phần lá. Như vậy là với lệnh Light Paint Bucket thì tôi đã đổ màu và tạo ra được một đối tượng tương tự với cái ví dụ mà tôi đã thực hiện trước đó ở trên này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để tách ra được hai phần màu đổ và màu viền như thế này? Thì tôi sẽ sao chép ra một đối tượng khác. Sau đó chúng ta sẽ vào Object này, vào Light Paint và vào X-Paint. Lúc này nó sẽ tách cho chúng ta phần nét và phần hình riêng biệt, chúng ta sẽ gỡ ungroup ra. Đó, các bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ ungroup ra, sau đó chúng ta sẽ chọn riêng phần nét và di chuyển sang bên cạnh. Nếu như trường hợp cái màu sắc màu vàng ở bên trong này tôi cảm thấy hơi sáng quá chẳng hạn, tôi có thể lựa chọn Light Paint Selection Tool và giữ Shift để chọn đồng thời nhiều mảng màu. Sau đó tôi sẽ đổi màu cho nó, ví dụ như này chẳng hạn. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ giữ Shift để lựa chọn đồng thời nhiều mảng màu và lựa chọn bằng công cụ Light Paint Selection Tool. Ví dụ như thế này. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn thao tác với công cụ Light Paint Bucket trong Illustrator, đồng thời là gợi ý cho các bạn cách sử dụng công cụ Light Paint Bucket để áp dụng tạo ra các icon hoặc là các hình minh họa nhỏ. Phần hướng dẫn của chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Hue Design nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.